Xin chào chư thiên vị cùng toàn thể quý vị đã theo dõi kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Hôm nay chúng tôi trở lại để hầu đọc những cái bình luận ở trong cái video 2021 Tam Hoang Địa Cầu Hoàng Thiên Diệt Ma Vương Quỷ Vương. Cô Đỗ Thị Lương phản hồi bình luận của Nghiêm Tiên: có gì đâu mà khổ với đau, khi nghiệp đến thì ta thấy đau. Tâm ta có cả vàng thau, cả phàm, cả thánh, cả vui, cả buồn. Trạng thái thay đổi luôn luôn, cười ha hả, chiều buồn được ngay. Tâm ta lúc thẳng lúc ngay, có lúc gian dối hay chê ba người. Lúc vui thì tâm nó cười, lúc buồn nó khóc, ai người hiểu không? Bậc đã đạt được tâm không là tâm bát nhã thì không có gì. Rất trung dung cảnh trần đón nhận, lúc vui buồn hoạn nạn lâm nguy, có vay có trả, quả đắng quả ngọt. Kiếp trước gieo nhân tốt tươi, kiếp này chỉ thấy tâm cười mừng vui. Kiếp trước cái nhân tối thui, kiếp này tâm xỉu mặt xỉu buồn thiêu. Vạn sự do tâm, Phật đã bảo như vậy, mong bạn hãy đứng dậy sẽ thấy ánh bình minh. Hãy yêu cả chính mình vì cái thân khó tạo, Phật bảo như vậy đó. Nam mô mẫu mẹ Diêu Trì khuyên con. Và tiếp theo là bình luận của cô Đỗ Thị Lương: Hoàng Thiên Diệt Ma Vương, kẻ dương dương tự đắc, trời sẽ nhắc người hiền đưa về miền đất mới. 2021 đã tới rồi, đất trời đổi thay, ma quỷ phơi thay, hóa ra cho bụi. Kỳ này trời phủi, trốn lủi ở đâu, phơi đầu lỗ diện. Trời cứu người hiền là tiên là thánh, là người thánh thiện sẽ được biên tên viết trên hoa hội. Ai người mắc to lỗi, xin hãy sửa mau, trời tách vàng thau, mau mau tu gấp, bồi công lập đức, ra sức công phu, điển quang nhận thu, phá bỏ mây mù, chân tâm nó dạng, cha giáng thế gian, ban con ánh sáng. Tiếp theo là bình luận của Nguyễn Dung: Việt Nam Thánh Địa, Bà Rịa Vũng Tàu, cha đứng trên cầu, đón con thi đậu, hãy mau quay đầu, cầu kiều cha bắc, đông tây nam bắc, quỷ ma chết sạch, trời rắc hoa tươi, cha cười mãn nguyện. Và tiếp theo là cái bình luận của Hợp Lê: Định luật càn khôn cha tạo hóa, phải tuân theo lúc thịnh lúc suy, tránh với tà đều do ta cả, mở lớp ra con học con thi. Nay đã hết giờ cha cho đi học, thịnh hay suy do kết quả bài thi. Đợt khảo thí chung kết đã đến, giáo chủ tòa chấm hết kỳ này. Cơ tận diệt do cha sắp đặt, sẽ do cha phán xét cuối cùng. Cha phân minh tối sáng một dòng, cha xử nghiêm vô cùng dữ dội, cho quỷ ma nhận tội như mưa, vì nó chưa đủ tiêu chuẩn đạo đức và trình độ tâm thức Phật trời, nên nó sẽ rụng, sẽ rơi, để cha cho giặc dòng giống tốt, đất phì nhiêu màu mỡ ươm mầm, tầm cho kỹ vào Kỷ Nguyên Thánh Đức những hạt giống đủ tiêu chuẩn sau này. Tâm tối thiểu bỏ hiềm bỏ tị, bỏ hơn thua, chỉ bác ái đại đồng, không phân biệt tất cả giống dòng, trắng hay đen, nâu vàng một mẹ, chung sắc ra là kết yêu thương, cho nên cha sẽ phải đảm đương lập thánh đức lâu đài lộng lẫy, cho các con đầy dẫy sướng vui. Khảo thế rồi sẽ qua thôi, con nào đỗ vào Long Hoa Hội, tội phải thi Long còn đức được nở hoa. Cha sẽ cho mở hội hoa đăng rực rỡ, thỏa con hiền mong ước bước tới nơi. Vâng, và tiếp theo lại là bình luận của cô Đỗ Thị Lương để trả lời cái bài thơ của Hợp Lê: Lời Chúa giao giảng năm xưa, như người gieo hạt xuống ruộng đã bừa, có những hạt rơi vào nơi đất tốt, đủ điều kiện thời tiết nảy mầm.
chúng lâm chồi nảy lộc ra hoa, kết trái ngọt dâng cha ngai quý. Có những hạt lại bị hủy ngay, lời ngài giao giảng nó bay ra ngoài. Thì làm chi có hoa có trái, thân khẩu ý trái với lẽ trời. Kỳ này Chúa tái giáng đời, lời ngài đã hứa lay thời thực thi. Trần gian là một trường thi, cha ban giám khảo chấm thi hội này. Thợ gặt làm việc hăng say, sàng sàng sảy sảy, đẩy hạt nét ra, bao hạt lồng vực lọt ra, chỉ còn hạt mẩy dâng cha ngọc hoàng. Con thấy Bồ Tát trang hoàng dâng cha ba gói thóc vàng trên ban. Xa xa có con phù thủy đứng khóc than, hòng phá buổi lễ cản ngăn ngài làm. Tay ngài nắm cây kiếm vàng, giang tay vung kiếm nó hàn biến ngay. Sắp tới ngày hội hoa đăng mở, đông tây nam bắc các con trở về. Chúa Cha cùng với Chúa Con đã tròn lời hứa sắt son năm nào. Thay cha khoác áo long bào vào sinh ra tử, con nào có hay. Đã tới ngày trời đất đổi thay, thì ngài mới lộ chỗ ngài núi dinh. Ngài là chủ tọa thiên đình, hoa đăng mở hội linh đình trời nam. Đây là cơ của trời làm, các con y lệnh Việt Nam sáng ngời. Vâng, cảm ơn Đỗ Thị Lương. Và tiếp theo là bình luận của Tiểu Sương. Tiểu muội huynh đệ đã về tề tựu cha, muôn thầy vạn pháp chánh tà trược thanh. Cha lo cha la nốt để cứu các con, nối dòng thanh điển hội nhập mẹ cha. Chân núi dinh con tàu Noe đậu, là tình yêu từ bi cha mẹ phủ. Hội hoa đăng cha ngày đêm chỉ đạo, điển từ bi tràn đầy phủ khắc. Nhạc hội hoa đăng chấn động càn khôn, thưởng thức dung chuyển phúc lạc bình an. Con có điển sẽ bắt được sóng của cha, sóng bảo vệ con trượt trần gào thét. Bao kiếp hồng trần minh châu vô nhiễm, tỉnh giấc rồi chỉ biết cảm ơn cha. Thiên đàng tại tâm chẳng phương xa kiếm tìm. Vâng, ở trong này tôi cũng mở thêm là quý vị nên tìm để nghe cái 12 bản nhạc ở trong cái hội hoa đăng đã đăng ở trên cái kênh YouTube Kỷ Nguyên Thánh Đức. Và tiếp theo chúng tôi để đọc theo cái bình luận ở trong cái video thiên sự. Đã hết giờ phán xét, thủy hỏa càn quét thế gian. Bình luận của Trà Võ. Hỡi linh căn, hỡi nhân sinh, chớ lầm tưởng, chớ lầm chớ tưởng cõi trần thắm sinh. Nhà lửa hiểm nạn từng giờ, lạn nước lạn lửa lạn thời thú hung, lạn binh lửa lạn tử nguyên, tử nguyên tức là nguyên tử, lạn đại hồng thủy sơn băng thủy kiệt, lạn tinh tà yêu mị xấu dây, nạn tai ẩn khắp vô thường biết đâu. Ngày cùng thế tận khổ sầu, mở tâm tu học ngõ hầu tiến thăng. Tham luyến làm chi cõi trần, lục dục thất tình buông lung đường đạo. Đường đời vẫn cứ lầm mê, lợi danh tình ái của tiền cầm tay. Ngày mai sóng sảy nửa sàng, của thiên trả địa hồn về hồng hoang. Mê hồn trần quý ma răng, trận quỷ ma răng, con buông phát bẫy, con thăng về trời. Mẹ cha Chúa Phật hạ phàm, cùng hàng Bồ Tát thánh thần gần xa, độ con tu học tu hành, rời xa nhà lửa về quê thiên đàng. Cực lạc niết bàn an nhiên, cực thanh cực tịnh, cực cùng nguy nga. Con về cùng với mẹ cha, đâu còn đau khổ tử sanh luân hồi. Phật tánh con trụ chân tâm, biết nghe thấy cả hư không đất trời. Không vật mà trùm vạn vật, bởi tâm không hòa vũ trụ hư không. Vâng, tiếp theo Đỗ Thị Lương bình luận trong video
thiên hạ thái bình, hỏi đặc sứ Kiều Nguyên Tá là ai, rồi chính ngài đã trả lời. Một, điển của Kim Thân Cha, 23 tháng Chạp năm 2020 âm lịch, mùng 4 tháng 2 dương lịch, cha Kiều Nguyên Tá tìm cha ở đâu, không đâu thấy được, phải tẩy khí trược được 21 ngày, mật niệm hăng say, thấy ngay ánh sáng của cha Ngọc Hoàng, sáng choang vũ trụ, điển quang nhận thu, vũ trụ truyền thải, thải hết xấu xa, cha Kiều Nguyên Tá dạy là như vậy. Chúng con đã thấy cha hiện trên mây, đầy trong vũ trụ, tụ ở tâm con, dạy con làm tròn sứ mạng nước non, con tròn nhiệm vụ. Hai, thiên hạ thái bình trình tấu rất hay, thầy đã chỉ bày dạy tìm thánh chúa là số 12, tiếc ngài Quan Âm tầm ngài Thế Chí, ai người hiểu ý biết thầy là ai, được ngài phái xuống chỉ người trong cuộc mới thuộc đường đi, lạy mẹ từ bi cho con được biết, lạy cha tha thiết bất diệt 12, thầy biết là ai, chính thầy đã hỏi. Vâng, cảm ơn Đỗ Thị Lương. Và sau đây tiếp theo là các bình luận ở trong cái video Thượng Đế đã hạ đế cứu thế, nơi trung tâm vũ trụ càn khôn, thánh địa nhà trời sẽ là Việt Nam. Bình luận của Thiên Hương: ta hòa vào tự nhiên, hóa hư không bay khắp toàn cầu, ta là ta mà không còn là ta, hóa hiện, hiện hóa đủ sắc màu, dẫn dắt nhân sinh hưởng cực lạc, thiên đàng ngay tại chốn trần gian, thưởng cho kẻ tham thiền học đạo, thanh tịnh, thanh động, sáng chân lý, một đường thẳng tiến về đại hư không. Tiếp theo là bình luận của Tiểu Sương: dòng người hối hả ngược xuôi trên phố, thế giới họ sống, tâm trí không nghỉ, khuôn mặt ưu tư vạn lý đời, chỉ là ăn uống ngủ nghỉ tháng năm thôi, kiếp người chẳng mấy xuân sang, hồn có về lại được cõi tịnh, trốn hồng hoang nguyên sơ tịch mịch, ta cứ đi rồi ta lại trở lại, như cây hoa trái lá rụng lụi tàn, cơ tiến hóa vũ trụ tận rồi thế, xoay chuyển âm dương hội tụ tan biến, ta hạt sáng nhỏ lung linh huyền ảo, vũ trụ cần ta để tiến hóa đời đời, ta cần vũ trụ để sanh tử luân hồi, để hội nhập hòa tan tràn khắp cả, chẳng là ta tôi ngã tồn tại, ánh sáng trùm phủ tinh cầu xa tít tắc, âm thanh chấn động rung chuyển vô hình, tầng cõi giới trùng khởi tâm sanh diệt, tâm phân biệt nhị nguyên phán xét, tâm biết ơn cả trời yêu mến thương, mỗi cảnh tầng giới tâm ứng hiện, vô biệt rộng lớn cả vũ trụ càn khôn, cơ tiến hóa mẹ cha muốn con hiểu, chỉ là âm dương hội tụ đủ hình thành, ngàn vạn tỷ năm xanh xanh diệt diệt, chưa từng ngừng lại chỉ một giây phút trôi, tháng tháng ngày ngày trôi qua tích tắc, đêm tối bình minh nắng tỏa khắp, còn lại gì nhân thế sầu muộn, chỉ là ta hòa nhịp cùng trời đất, ta là ai muôn trùng duyên khởi, chưa từng đến cũng chưa từng đi, một góc phố hay chốn quen thuộc, ta ngắm nhìn lặng suy, cuộc đời ngắn ngủi còn lại gì, tắm nắng vàng cha mẹ tuôn chảy mãi, là con duy nhất của đất trời. Vâng, cảm ơn Tiểu Sương. Và tiếp theo chúng tôi đọc tiếp cái bình luận của Võ Trạng: kính thưa cha, thưa anh chị em, con xin kể về một giấc mơ. Một hôm buổi sáng con đang làm việc nhà thì tâm con khởi ý, đời hạ nguyên sắp hết rồi, thiên tai nhân tai diễn ra khắp nơi, bao người chết chóc đau thương mà mình tu chẳng tới đâu, làm sao cứu độ được anh em của mình. Để cho tròn hạnh nguyện, trước con nguyện tu đắc Phật,
đắc Bồ Tát để phụ giúp cha mẹ cứu độ anh em chúng sinh. Con nghĩ hoàn cảnh của mình, một chồng bốn con, nghịch duyên, không có thời gian ngồi thiền, tập thở thiền, đầu óc lăn tăn, tâm vọng động, làm sao có thể thành Phật? Bồ Tát cứu người khác mà muốn cứu độ thì phải mở được thiên nhãn, chứ không cứu nhầm quỷ đội lốt người, hoặc những kẻ cha mẹ muốn trừng phạt thì mình lại đắc tội với cha mẹ. Tối đến con nghe kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức clip có cha đang dạy tới 2-3 giờ sáng. Con thấy kim thân cha nói với con muốn thành Phật thì phải tịnh tâm, tâm không vọng thì sẽ định, tâm tịnh định tự nhiên sẽ có lục thông, sẽ mở được thiên nhãn. Đến đó con muốn cứu ai tự con biết. Khi con nhìn lại điện thoại thì vẫn thấy cha Kiều Nguyên Tá trong clip này lúc trước con nghe rồi, không có đoạn đó. Con không biết mình mơ hay mình tỉnh mà clip chuyển lúc nào không hay. Thưa cha, nay con viết kể ra điều này với tâm ý muốn những gì con được dạy chuyển tới anh em, để anh em tu và hành theo lời cha dạy. Mong sao có nhiều anh em đắc Phật Bồ Tát trước ra phụ cha mẹ cứu đời. Thưa anh chị em, cha Kiều Nguyên Tá là kim thân cha Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vì nhiều lần mình nguyện ý với cha mẹ trời thì đều được cha chuyển kim thân cha dạy trong kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức, hoặc dạy trong mơ. Trong khi thiền, cha cho thấy 6 lần thấy cha trời và kim thân cha. Mình mong anh chị em vững tin vào cha và gắng tu học để đạt giải thoát, để hòa điển quang cùng cha mẹ, phụ giúp cha mẹ cứu bá gia, đừng kỳ thị đạo ta đạo người nữa. Vâng, tiếp theo chúng tôi lại đọc tiếp cái phần bình luận của vị có tên là Thái Lưu Thanh trong video Pháp của cha con sẽ được về nhà sống với cha muôn đời vĩnh cửu. Một, trái tim bất diệt gửi trời cha, tình thâm yêu thương mãi mẹ già, cha mẹ nuôi con nguyện đáp hiếu, một lòng kính mẹ phụng thờ cha, tình yêu cha mẹ nguyên tha thiết, lãnh lệnh của trời độ trần na. Theo nguyên văn của ông Thái Lưu Thành, công đắc nghĩa đền cho trọn đạo, đẹp lòng cha mẹ phỉ tình ta. Hai, ta là ai? Ta là ai? Ai cũng là ta. Muôn loài cùng một đấng sinh ra, sinh tiên, sinh Phật, sinh hiền thánh, sinh cả côn trùng, dế, cỏ hoa, hóa hóa xanh xanh muôn vạn vật, muôn nghìn tinh tú cũng do cha. Toàn thông chân lý trời duy nhất, vũ trụ càn khôn vốn một nhà. Cảm ơn vị có tên là Thái Lưu Thanh. Và tiếp theo là tôi trình bày các cái bình luận ở trong cái video vỡ sông băng ở Himalaya, phá hủy công trình thủy điện tại Ấn Độ. Bình luận của Hợp Lê: cơ trời cha đã giải bày mà sao nhân thế chẳng hay chuyện gì, đến giờ tan tác phân ly, cha thương cha khóc làm gì được đâu, thương cho nhân loại thảm sầu, cha thời xuống thế đã lâu tỏ bày, năm châu đâu mấy ai hay, hết giờ cha dạy lệnh trời thực thi. Vâng, và tiếp theo là cái bình luận của vị có tên là Vũ Tố Uyên: cha mẹ là đấng cứu thế cho toàn nhân loại ở quả địa cầu này. Hôm nay chúng con lại nhìn thấy dòng sông băng đang tan chảy vô cùng khủng khiếp. Nó cuốn trôi tất cả những vật gì mà chắn ngang theo dòng chảy đều trở thành tro bụi, gãy vỡ đập lớn ở đất nước Ấn Độ, làm cho con người ở Ấn Độ lâm vào thảm cảnh vô cùng khổ sở. Tất thảy những công trình
của con người bé nhỏ ta tạo dựng lên đều sụp đổ hoàn toàn, không còn tăm hơi gì cả. Những trận động đất, lũ lụt, bão tố, cuồng phong và trái đất của chúng ta bây giờ quá khắc nghiệt, làm cho núi băng cũng phải tan chảy, đều do con người chúng ta tạo dựng. Vì nhân quả đạo đức đã suy kiệt, con người bây giờ chỉ có tin vào khoa học, không còn tin vào tâm linh nữa. Nhưng chúng ta vô cùng sai lầm. Tâm linh luôn hướng thượng, tạo cho con người sống vô cùng đơn giản, biết thương yêu và tha thứ. Còn con người sống theo khoa học, tạo cho con người chúng ta cuộc đời tham lam, ích kỷ, ỷ mạnh, hiếp yếu, sống không có trật tự. Cho nên chúng ta đã và đang gặm nhấm những thành tựu mà do nhân quả của con người tạo ra. Vì vậy, cha mẹ rất thương chúng sinh nhưng cũng không thể cứu nổi. Thôi đành bó tay, nhân quả vô cùng là công bằng. Cảm ơn cái vị có tên là Vũ Tô Uyên. Và chúng tôi đọc lại những cái comment ở những cái video trên. Và đến đây thì cũng đã đến lúc phải kết thúc. Chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng đến chư thiên vị và quý khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thanh Đức. Chúng tôi xin gửi lời chào vạn an và như ý.